Xin chào các bạn, mình là Sương Mai và hôm nay là ngày mùng 1 sớm mai thì mình tranh thủ làm video clip này để chia sẻ với các bạn về các tác phẩm văn học và mình rất mong là các bạn sẽ ủng hộ mình để mình có thêm quyết tâm và động lực để mình tiếp tục làm đều hơn những video clip như này và rất là mong có thể chia sẻ được với các bạn một chút kiến thức nào đó của mình cũng như là biết đâu đó truyền được cho các bạn cảm hứng đối với văn học. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau làm một đề so sánh. Mình lựa chọn những đề so sánh bởi vì nhân một video clip thì mình vừa có thể chia sẻ với các bạn về kỹ năng, vừa có thể chia sẻ với các bạn về hai tác phẩm cùng một lúc và rất là mong là sẽ có ích đối với các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về hai đoạn thơ trong hai bài thơ mà mình nghĩ rằng là có những bạn rất là thích nhưng cũng có những bạn thì sẽ gặp khó khăn khi mà chúng ta tìm hiểu hai bài thơ này. Đó là Tây Tiến và Việt Bắc. Đề bài cụ thể như sau, mình cũng sẽ để đề bài này ở dưới phần caption nhé. Cùng tái hiện vẻ đẹp của những đoàn quân ra trận, mỗi nhà thơ lại có cách khám phá và thể hiện riêng. Hãy nêu cảm nhận của anh chị về hai đoạn thơ sau. Trong bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng viết: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Thế còn ở trong thi phẩm Việt Bắc thì Tố Hữu viết: Những đường Việt Bắc của ta, đêm đêm rầm rập như là đất rung, quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. Đó là hai đoạn thơ mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Và đầu tiên trong phần mở bài thì giống như là mình cũng đã chia sẻ với các bạn ở những video clip trước thì các bạn nhớ là trong phần mở bài của nghị luận văn học các bạn cố gắng luôn luôn giới thiệu được những vấn đề quan trọng, những thông tin quan trọng mà đề bài đã đưa ra. Thứ nhất là tên tác phẩm mà các bạn sẽ phân tích, thứ hai là tên tác giả của tác phẩm đó, thứ ba là các bạn có thể xác định được vị trí của đoạn văn đó. Ở ví dụ ở đây với một đề bài là so sánh với hai tác giả tác phẩm thì các bạn phải giới thiệu được cả hai người cũng như là tên của tác phẩm ở trong mở bài của mình, đồng thời là các bạn cũng đưa ra được cái nội dung khái quát mà các bạn rút ra được từ hai đoạn thơ đó. Các bạn có thể thấy là nội dung chủ đạo của hai đoạn thơ thì nó đều là nói về vẻ đẹp của những đoàn quân ra trận, thì cái này các bạn nên đưa được trong phần mở bài của mình. Và sau đó chúng ta bắt đầu đi vào thân bài. Thì cũng giống như là kể cả với những đề bài mà không phải là so sánh cũng thế, thì trước khi mà các bạn đi vào phân tích, mình thấy là có rất là nhiều bạn đi vào phân tích ngay thì nó sẽ bị thiếu luôn một cái ý, đó là gì? Ý giới thiệu khái quát về tác giả tác phẩm. Thì các bạn nhớ là dù các bạn không viết được nhiều thì các bạn vẫn phải có cái phần đó, vẫn phải có cái phần các bạn nói về tác giả và nói về tác phẩm một cách khái quát với tất cả những cái gì mà các bạn có thể nhớ được. Bởi vì sao? Các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn học tìm hiểu về một văn bản ấy thì bao giờ các bạn cũng sẽ được học về tác giả tác phẩm, các bạn cũng sẽ được học về hoàn cảnh sáng tác, các bạn cũng sẽ được học đến những cái câu chuyện trong cái quá trình sáng tác nên tác phẩm đó. Vì sao lại thế? Bởi vì khi các bạn biết về những thông tin đó, khi các bạn biết về hoàn cảnh của tác giả, khi các bạn biết về cái câu chuyện hình thành nên tác phẩm, khi các bạn biết về cái phong cách sáng tác nghệ thuật của tác giả, thì rõ ràng là các bạn sẽ có cái cơ sở để các bạn tìm hiểu về tác phẩm, về văn bản một cách chắc chắn hơn và rõ ràng hơn rất là nhiều. Đồng thời cũng sẽ đi được đúng hướng hơn. Bởi vì các bạn sẽ thấy là có thể là cùng một câu nói, cùng một ý nói, nhưng cái người mà có xuất phát điểm như thế này người ta có ý khác, còn cái người mà có nguồn gốc như thế này người ta lại có ý khác. Thế nên là tốt nhất là chúng ta nên có những cái kiến thức nền tảng đó để chúng ta hiểu được chính xác hơn những cái điều mà những văn bản trong sách giáo khoa các bạn học mong muốn truyền tải đến các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về khái quát tác giả tác phẩm, nói về Quang Dũng. Các bạn sẽ thấy là Quang Dũng là gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến chống Pháp với tâm hồn hào hoa, lãng mạn và thấm đượm tình đồng bào đồng chí. Có một thông tin rất quan trọng về Quang Dũng mà mình muốn nhấn mạnh với các bạn, đó là bên cạnh việc là nhà thơ thì Quang Dũng còn đồng thời là nhạc sĩ và họa sĩ. Chính vì thế mà thơ của ông luôn mang đậm tính nhạc và tính họa. Đó là điều làm cho các tác phẩm của Quang Dũng có một cái điểm đặc biệt và đó cũng chính là phong cách riêng trong cái ngòi bút sáng tác của Quang Dũng. Và Tây Tiến thì được xem là một trong những bài thơ xuất sắc nhất của ông, được viết năm 1948 ở Phù Lưu Tranh khi ông đã xa đơn vị Tây Tiến được một thời gian. Lúc đầu ấy thì bài thơ này có tên là Nhớ Tây Tiến và về sau thì đã được đổi thành Tây Tiến. Các bạn sẽ thấy là cá nhân mình thì mình thấy rằng là nhan đề thứ hai, nhan đề Tây Tiến thì nó có sức gợi và nó có cái âm hưởng cảm xúc mạnh hơn rất là nhiều. Vì sao lại như thế? Trong khi cái nhan đề Nhớ Tây Tiến thì nó cụ thể hơn. Bởi vì khi các bạn nói các bạn nhớ một điều gì đó thì thường là các bạn sẽ nhớ một cái điều mà không cùng đồng hành với các bạn trong thời điểm hiện tại. Hay nói một cách khác là các bạn sẽ nhớ những điều thuộc về quá khứ. Khi các bạn nói nhớ thì bản thân cái chữ nhớ đấy nó đã đẩy Tây Tiến về một cái miền dĩ vãng, nó đã đẩy Tây Tiến về một cái gì đó không còn thuộc về thực tại, nó đã đẩy Tây Tiến về với quá khứ, về với những gì đã qua, và nó chỉ là cái chút hoài niệm và lưu luyến mà thôi. Thế nên là khi mà không còn cái chữ nhớ nữa mà nó chỉ đơn giản là Tây Tiến thôi thì nó sẽ có cảm giác là gì? À, đó là một điều gì đó luôn luôn ở trong
tâm trí của tác giả. Đó là một điều gì đó luôn luôn ở trong trái tim của người lính, và đó là một điều gì đó rất đẹp đã tạo nên con người của nhà thơ, con người của người lính, bất kể thời gian có trôi qua đến như thế nào đi chăng nữa, nó là một phần của mình rồi. Vậy thì rõ ràng là cái sự thay đổi nhan đề này, mặc dù chỉ qua việc là bỏ một chữ đi thôi, nó cũng tạo nên những cái sự thay đổi rất là lớn. Tiếp theo chúng ta nói về Tố Hữu. Tố Hữu là nhà thơ lớn của dân tộc, bởi thơ của ông gần như song hành cùng tất cả những cái chặng đường và những dấu mốc lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Bài thơ Việt Bắc thì được viết vào tháng 10 năm 1954, nhân sự kiện lịch sử Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc để về với thủ đô Hà Nội. Thì Việt Bắc là bản hùng ca về kháng chiến, nhưng đồng thời nó cũng là bản tình ca về nghĩa tình cách mạng sắt son giữa đoàn cán bộ miền xuôi với nhân dân Việt Bắc. Các bạn nhớ nhá, nó vừa là bản hùng ca nhưng đồng thời nó cũng là bản tình ca, và đó chính là cái phong cách riêng trong ngòi bút của thơ Tố Hữu, thường là có cái chất lãng mạn trữ tình chính trị. Có nghĩa là nói về những vấn đề cách mạng, nói về những vấn đề tưởng chừng khô khan và lý thuyết, nhưng lại nói với một cái trái tim và ngôn ngữ mà đong đầy cảm xúc. Nó là trữ tình lãng mạn chính trị đấy, tức là nó là những cái mà hòa quyện với nhau một cách mà rất là hợp tình hợp lý. Thì đó là cái các bạn nêu ra khái quát về tác giả và tác phẩm. Thì các bạn cũng nói được đấy là hai cái trích đoạn này thì nó đều khắc họa vẻ đẹp của đoàn quân ra trận. Nhưng mỗi nhà thơ thì họ sẽ có cái cách khám phá riêng. Sau đó các bạn bắt đầu đi vào phân tích từng đoạn thơ một. Thì đây là cách làm mình nghĩ là nó sẽ rõ ràng nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về đoạn thơ ở trong Tây Tiến trước nhé. Ở trong Tây Tiến thì các bạn cũng sẽ nhận thấy rõ là đoạn thơ này nó đã khắc họa được cái vẻ đẹp bi tráng của đoàn quân Tây Tiến trên đường hành quân. Hai câu thơ đầu tiên: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Thì ở đấy các bạn sẽ thấy là cái vẻ đẹp bi thương và đầy xót xa của những người lính Tây Tiến được thể hiện ngay ở ngoại hình của họ, với vẻ ngoài tiểu tụy, xanh xao, và với ngoại hình đó là đầu trọc. Đây cũng là những cái dấu ấn thể hiện rõ những cái tháng ngày hành quân rất là gian khổ, thiếu thốn, đói kém, và đồng thời chịu sự tấn công mạnh mẽ của những cái cơn sốt rét rừng. Hình ảnh đoàn binh không mọc tóc ở đây mình cũng phải khẳng định đó là không phải là một hình ảnh của trí tưởng tượng, mà nó là một hình ảnh tái hiện được cái khó khăn trong thực tế mà những người lính Tây Tiến đã phải trải qua. Quả thực là họ đã phải cạo trọc đầu để có thể thuận tiện hơn trong sinh hoạt ở rừng, cũng như là khi đi đánh trận. Thậm chí là có nhiều người đã phải cạo trọc đầu do hậu quả của những cái trận sốt rét ác tính liên miên nơi rừng thiêng nước độc. Đây là một hình ảnh bi tráng là ở chỗ đó, khi nó vừa đồng thời thể hiện rõ sự nghiệt ngã của chiến tranh, thế nhưng Quang Dũng lại khắc họa cái hình ảnh đấy một cách đầy kiêu hãnh, tự hào và đầy có cái tính chất của nó ngang tàn. Bởi vì ở đây ông dùng từ thứ nhất là đoàn binh, nó đã thể hiện sự đông đảo, hùng hậu và tràn đầy khí thế của những người lính. Tiếp theo, nhà thơ trìu mến và khẳng khái viết không mọc tóc, như là thể hiện rằng đó là một sự chủ động lựa chọn, là chúng tôi tự nguyện như thế, chúng tôi chủ động sống như thế, chúng tôi sẵn sàng sống như thế, và chúng tôi hiên ngang sống như thế, chứ không phải là chúng tôi đang bị phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có nghĩa là các bạn sẽ thấy là đôi khi khó khăn và thách thức ấy, nó bi đát hay là nó oai hùng, nó là do cách chúng ta nhìn nhận vào nó. Các bạn đối diện với khó khăn nhưng các bạn nhìn nhận nó là thử thách thì các bạn sẽ hiên ngang bước qua nó. Các bạn đối diện với khó khăn, các bạn nhìn nhận đó là một cái xui rủi, các bạn e sợ trước nó thì ắt các bạn cũng sẽ bị lùi bước bởi nó. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là Quang Dũng đã cho chúng ta thấy là cái cách những người lính Tây Tiến nhìn vào khó khăn ấy thì là gì? Là cái việc mà họ cực kỳ tự tin, bình tĩnh, thậm chí đến mức bình thản và rất là ngang tàn khi mà chủ động họ lựa chọn cái cuộc sống đấy, chủ động lựa chọn sự hy sinh đấy. Và họ cảm thấy là cái việc này không phải là một cái khó khăn đối với họ. Từ từ, đâu không biết. Mất tài liệu, đợi mình một tí. Đấy, thì các bạn sẽ phân tích như thế. Thường với phân tích thơ ấy, thì chúng ta sẽ phải rất là để ý cái chuyện là nó thể hiện từ ngữ như thế nào, thế rồi thể hiện bằng những cái phương thức nghệ thuật ra sao. Thì những cái đấy là những cái mà chúng ta sẽ phân tích, để từ đó chúng ta thấy được là nó đã góp phần bộc lộ cho nội dung chính của đoạn thơ như thế nào. Mà nội dung chính của đoạn thơ này thì từ đầu mình cũng đã xác định được, đó là vẻ đẹp bi tráng của những người lính. Thì các bạn phân tích được như vậy trong câu thơ đầu tiên. Đó là Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc. Tiếp này, hình ảnh quân xanh màu lá thì ở đây chúng ta có thể hiểu đó là màu xanh của áo lính, màu xanh của những chiếc lá ngụy trang trên con đường hành quân, đồng thời cũng có thể là để khắc họa chính sự xanh xao
và tiều tụy của những người lính đã phải chịu nhiều sương gió và kham khổ trên đường hành quân. Ở đây thì Quang Dũng đã miêu tả thật là tinh tế. Mặc dù nói về cái khó khăn, nói về cái vất vả, thế nhưng cái cụm từ quân xanh màu lá lại phần nào thể hiện được cái sức sống tiềm tàng bên trong của mỗi người lính. Như thể là họ hòa vào thiên nhiên, họ sống cùng màu xanh ấy, họ lựa chọn màu xanh ấy. Đặc biệt khi kết hợp với cụm từ ở sau đó, đó là giữ oai hùng, nhà thơ đã làm bật lên được vẻ đẹp kiêu hãnh, hào hùng của những người lính dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù phải đối diện với bất cứ thử thách nào. Họ mang trong mình sự dũng cảm của loài chúa Sơn Lâm, họ mang trong mình sự mạnh mẽ của hùng. Và ở đây họ thể hiện rất rõ cái tinh thần là họ làm chủ tinh thần, họ làm chủ tình hình và họ có thể chế ngự được mọi cái khó khăn ập đến bất cứ lúc nào. Tiếp tục hai câu thơ sau. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Mắt chừng là mắt như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy là mắt chừng nó là một cái ánh nhìn đầy quả quyết và đầy bản lĩnh. Đó là ánh mắt chứa sự căm thù và phẫn nộ, là ánh mắt mà nếu như các bạn đối diện với ánh mắt đấy, các bạn sẽ bất giác bị chùn bước, bởi đó là ánh mắt của một người cực kỳ can trường và đầy dũng cảm. Thế nhưng đôi mắt ấy ở đây lại được dùng để gửi mộng qua biên giới, để trao những giấc mơ luôn ở trong sâu thẳm mỗi con người, để trao đi những cái tâm tư, tình cảm sâu kín bên trong mỗi người lính. Tuy thân xác họ đang ở núi rừng, tuy tinh thần họ cống hiến cho trận đấu, thế nhưng mộng mơ và tâm hồn của họ, những cái phần gọi là trong trẻo nhất, thuần khiết nhất thì vẫn dành cho quê hương của mình, đó là Hà Nội. Người lính Tây Tiến không chỉ biết cầm súng chiến đấu kiên cường, mà điều đặc biệt đó là giữa muôn trùng khó khăn vất vả ấy, trái tim họ vẫn giữ được những sự rung động, những mơ mộng của những chàng trai tri thức đất Hà Thành. Họ vẫn nhớ nhung về Hà Nội, họ vẫn mơ về những dáng kiều thơm, bóng dáng của những người bạn gái yêu kiều, diễm lệ vẫn luôn chờ đợi họ ở nơi quê nhà. Khát khao về Hà Nội, về người thương cũng chính là khát khao cho tự do cháy bỏng bên trong mỗi người lính trẻ, đồng thời chính là động lực để tiếp thêm cho họ sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Chính vì thế, từ chi tiết này các bạn nhận ra rằng người lính Tây Tiến đẹp thật, bởi họ không chỉ mang vẻ đẹp hào hùng mà họ còn mang trong mình vẻ đẹp của sự hào hoa. Các bạn nên nhớ là xuất nguồn gốc của những chàng trai người lính Tây Tiến ý, thì họ đều là những chàng trai tri thức của đất Hà Thành. Chính vì vậy họ vẫn giữ được trong mình những cái đặc điểm của riêng họ, họ vẫn có những cái cách riêng để mà họ tìm thêm cái động lực của mình cho trận chiến. Đừng nghĩ rằng cái việc họ mơ mộng về hòa bình, họ mơ mộng về đêm mưa Hà Nội sáng kiều thơm là những cái biểu hiện của sự yếu đuối. Không phải như vậy, mà chính những giấc mơ ấy đã tiếp thêm động lực chiến đấu cho họ. Nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ thấy họ vừa vĩ đại vì họ hy sinh cho cái lớn, nhưng họ lại vừa gần gũi bởi cái sự hy sinh ấy xuất phát từ những giấc mơ bình dị, xuất phát từ những giấc mơ nhỏ, xuất phát từ những niềm hạnh phúc đời thường. Có lẽ là rất nhiều người mơ lớn, nhưng mình nghĩ là cũng rất nhiều người mơ nhỏ. Rất nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc nó có thể xa xôi và rộng lớn bao la lắm, nhưng có nhiều người thì hạnh phúc đối với họ chỉ là những điều bình dị. Và mình tin rằng là những người lính đã chiến đấu vì những điều bình dị như thế. Và chúng ta cũng cảm nhận được điều này qua một khổ thơ trong Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp đến đoạn thơ Việt Bắc để xem là nếu như mà Tây Tiến khắc họa được hình ảnh của người lính hào hùng và hào hoa thì Việt Bắc khắc họa vẻ đẹp của đoàn binh ấy như thế nào. Hai câu thơ đầu trong đoạn thơ này: những đường Việt Bắc của ta đêm đêm sầm sập như là đất rung. Ở đây các bạn sẽ thấy là Tố Hữu đã tái hiện được không khí sôi nổi của những ngày chiến dịch một cách sinh động qua một loạt những cái hình ảnh và từ lấy có đầy sự gợi. Ngay ở câu đầu tiên thì đại từ sở hữu của ta đã vang lên một cách dõng dạc, khẳng khái, tự hào và khẳng định rằng Việt Bắc là chiến khu tự do, đồng thời thể hiện niềm khao khát làm chủ đất nước của con người. Cụm từ đêm đêm thì thể hiện thời gian mà nó lặp đi lặp lại một cách như là một thói quen để nhấn mạnh tinh thần bền bỉ, không bỏ cuộc của con người. Sau đó là từ lấy rầm rập cùng so sánh như là đất rung, vừa gợi hình lại vừa gợi thanh, giúp ta hình dung được hình ảnh cả đoàn quân đang ngày đêm tiến gần hơn về mặt trận với một ý chí hào hùng cùng lòng quyết tâm người người. Các bạn nhớ là từ lấy thì thường được sử dụng để nhấn mạnh, và rõ ràng là Tố Hữu cũng đã ứng dụng rất là tốt cái điều này để nhấn mạnh được tinh thần, nhấn mạnh được sự quả cảm, nhấn mạnh được cái sự tinh thần chiến đấu cực kỳ bền bỉ của những người lính. Tiếp tục đến hai câu thơ sau: quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng vũ nan. Tố Hữu tiếp tục khắc họa rõ nét hơn bước đi của đoàn quân, điệp điệp trùng trùng lại là
vừa là biện pháp điệp ngữ lại vừa là từ lái. Dường như mỗi bước đi của đoàn quân mang theo sức mạnh của lòng yêu nước, của lý tưởng cách mạng, của sự căm thù và phẫn nộ dành cho quân thù. Bước đi ấy có thể sánh với núi sông và ngày một mạnh mẽ hơn cùng quyết tâm của con người. Hình ảnh ánh sao đầu súng là một hình ảnh đầy chất thơ, nghe thôi đã thấy thơ rồi, thơ ngay trong từ ngôn ngữ rồi. Đó có thể là sao trời treo trên đầu súng ở mỗi đêm hành quân, đó cũng có thể là ánh sáng của ngôi sao gắn trên chiếc mũ nan của người lính, hay đó cũng chính là ánh sáng của lý tưởng cách mạng đang dẫn đường cho mỗi bước đi của đoàn quân. Ngay sau đó là bốn chữ đầy trìu mến và tha thiết: bạn cùng mũ nan, bộc lộ mối quan hệ thân thiết và sự đoàn kết giữa những người lính. Họ chung một chiếc mũ nan, hay chính là họ chung một mục đích, họ chung một lý tưởng, họ chung một giấc mơ, chung những tháng ngày gian khổ bên nhau, chung những đam mê và khao khát về ngày mai độc lập. Ý câu thơ này cũng khiến chúng ta nhớ tới một tứ thơ mà chúng ta đã từng được học năm lớp 9, không biết các bạn nó còn nhớ không? Đó là trong bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu. Đó là đầu súng trăng treo. Hình ảnh này cũng vừa thể hiện sự khó khăn gian khổ của cuộc chiến, nhưng đồng thời cũng là một góc nhìn đầy nên thơ khi trên đường hành quân họ luôn luôn có ánh trăng làm bạn đồng hành. Những hình ảnh đẹp này vừa thể hiện được tinh thần quyết tâm, nhưng nó cũng đồng thời bộc lộ được cái sự lãng mạn, lạc quan của những người lính. Và có lẽ đó cũng là cái điểm giống nhau giữa hai khổ thơ này. Các bạn sẽ thấy là khi mà người ta ra đề bài so sánh ấy, không bao giờ người ta cho các bạn hai cái khổ thơ hoặc là hai cái đoạn văn hoặc là hai hình ảnh, hai nhân vật mà nó không liên quan gì đến nhau, mà chắc chắn là người ta phải đưa ra cho các bạn hai cái hình ảnh có những nét tương đồng, đồng thời có những cái sự khác biệt, để từ đấy các bạn có cái để so sánh. Thế nên là sau đó khi mà các bạn đã phân tích được hai cái rồi thì các bạn sẽ nhận xét về điểm chung, điểm giống nhau và điểm khác nhau. Chắc chắn là phải có điểm giống nhau nhá. Điểm giống nhau ở đây thì các bạn sẽ thấy là thứ nhất là hai khổ thơ đều viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thứ hai là đều khắc họa về đẹp người lính, vừa hào hùng lại vừa hào hoa, vừa mang tinh thần quyết tâm chiến đấu và lòng căm thù giặc, đồng thời vẫn mang một cái sự lãng mạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp theo là hai khổ thơ đều sử dụng bút pháp sử thi và cảm hứng lãng mạn để khắc họa vẻ đẹp của người lính. Thế còn sự khác nhau thì sao? Thứ nhất là Tây Tiến được viết vào những năm đầu kháng chiến chống Pháp năm 1948. Thế nên là nó khắc họa những cái khó khăn và gian khổ trên đường hành quân của những người lính Tây Tiến ở giai đoạn này. Những cái sự thiếu thốn này, những cái căn bệnh sốt rét ác tính ở nơi rừng thiêng nước độc này, vân vân, khiến cái vẻ đẹp hào hùng của những người lính trong Tây Tiến ấy nó phảng phất sự bi thương. Thế nên là người ta hay dùng từ bi tráng để nói về hình ảnh của đoàn quân Tây Tiến. Tuy nhiên, bài thơ này vẫn thể hiện rất rõ nét lãng mạn rất là riêng của người nghệ sĩ Quang Dũng. Tiếp theo, với Việt Bắc thì Việt Bắc được Tố Hữu viết sau kháng chiến chống Pháp, thời điểm là tháng 10 năm 1954. Thế nên là thể hiện rõ hồn thơ trữ tình chính trị của nhà thơ, đồng thời bộc lộ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cách mạng của Tố Hữu. Một cái khác nữa về hình thức, đấy là Tây Tiến thì được viết bằng khổ thơ 7 chữ, còn Việt Bắc thì được viết bằng thể thơ lục bát truyền thống. Đấy, thì các bạn đặt ra các bạn có những cái sự so sánh như vậy. Sau đó kết bài thì các bạn khẳng định lại vẻ đẹp của hai đoạn thơ, khẳng định lại ngòi bút nghệ thuật của nhà thơ. Các bạn cũng có thể nhận xét về giá trị của hai bài thơ này đối với nền văn học Việt Nam thời kháng chiến nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. Thì đó là một cái dàn bài mà khá là ngắn gọn mà mình đã đưa ra cho các bạn khi nếu mà các bạn có phải đối mặt với đề bài này. Và mình rất mong là video clip này đã giúp các bạn có thể hiểu thêm về phần nào về bài thơ Tây Tiến và bài thơ Việt Bắc. Và mình rất cảm ơn nếu các bạn xem đến tận phút này, bởi vì các bạn sẽ thấy là mình thứ nhất là ít đăng clip này, thứ hai là bối cảnh quay thì sơ sài này, đèn học thì chĩa vào mặt, tối rồi là tối. Xong rồi video clip thì chả có dựng gì cả, không có kiểu tách thơ hay là cái gì để các bạn có thể dễ theo dõi, mà chỉ là một cái clip mình quay từ đầu đến cuối và mình chia sẻ với các bạn một cái cách rất là tự nhiên và thô sơ ấy. Nên là mình rất là cảm kích nếu như mà các bạn theo dõi video clip, những video clip của mình, và mình càng cảm kích hơn nếu như mà các bạn nhận được một chút gì đó từ những video clip này. Mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ để mình chăm chỉ hơn, và biết đâu nếu như mà mình chăm chỉ, mình làm đều hơn thì sau này mình sẽ đầu tư hơn để clip có thể thú vị hơn nữa và có những cái hình thức hay hơn để khiến các bạn học dễ dàng hơn. Mình rất mong và rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong hành trình học văn. Và nếu như mà mình có giúp được cho một bạn nào đấy đỡ sợ văn hơn hoặc thậm chí là yêu văn thì mình sẽ rất là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại nha.